kia. Mình bắt cái mình chạy thử nha, nó có cài dao nè. Thay nước lương nha bà con. Ồ ồ lương kìa nè. Nay đi về thay nước lương. Ồ ôi bà con lương coi lương nè. Lương này lương nhỏ nha. Rút cái hồ kìa nè. Trời trời chừng nào mà hồi để thay không nữa. Đây. Nè, lương vậy nè. Giữ không? Nghe thấy lương trong mặt chưa? Qua bên đây là cái hệ thống mà lương lương con. À. Đây, nè nè, lương con nè. Đó. Đó. Thuốc nè. Xài thuốc của Bitbox nè anh em. Đây, sát trùng của Bitbox nè, thấy không? Đủ hết trơn à. Lương này mình nhà mình được mấy ngày anh bảy? Mấy tháng này, mình nuôi mấy tháng này? Này chắc cũng 7 tháng. Cũng tính ra nuôi con lương phải cỡ 10 tháng mới có bán nè. Nếu nó vô 200g thì có tầm 12. Ví dụ như con này thì bán được nè, như vậy không bán được nè. Ồ, mày thấy không? Mặc chưa? Bắt là sai 1.000 thì nó nhỏ. Ta bắt cái lớn luôn chẳng bán. Bắt 2.000 thì phải từ 10 tháng lên. Nói chung là này nuôi toàn bộ là nước sông nha anh em. Nuôi nước sông hết trơn chứ không có nước bơm nước sông lên nha anh em. Đó. Không có cần mà xử lý nước gì chứ. Như mình được có cái mình chơi cái cái nano bạc mình sạch cái sát khuẩn đó. Mấy lương này tính ra mà nếu mà nuôi kinh tế mà nuôi số lượng, em nghĩ là nuôi số lượng nhiều chứ nuôi ít đâu kinh tế vậy. Một hồ này mình hơn 2.000 là vừa. 2.000. 2.000 này để coi. Trời ơi mấy anh em thấy không? Quá trời quá đất nè lương nè. Lương 7 tháng nè. Quá chừng chưa? Này. Trời ơi con nó cạn chợ nó cạn chút mấy anh em thấy nha, lương nè. Phải mê quá. Cái này sau này vài bữa em làm anh làm cái hồ bự, tôi cho anh cái hồ để nuôi 5.000 con luôn đấy. Hồ bự lớn thì nuôi 5.000 con luôn mà biết hay gì không, chạy oxy làm cái đường hết, chạy oxy giáp vòng luôn. Ừ mình chơi tại vì để bữa nào thử nghiệm cho anh cái ô mà năm cái này mình nuôi 2.5 thì nó kinh tế không bằng nuôi 5.000. 5.000 là mình chạy oxy suốt luôn, cứ cứ đi cái dàn ống oxy đặng cho nó chạy giáp vòng bốn bên luôn chứ còn nếu không còn mà nếu mà tôi thấy gọi tình hình mà lương mà nuôi bự bự gì mà nó lỡ nó chết rồi. Lý do là thiếu oxy nó ngọt nó chết gì chứ thật chứ bệnh thì nó nói nha, bệnh thì không nói nhưng mà thật chất là đa số là nếu mà tạc ra là chết là do thiếu oxy không. Nè thấy không, hồ này là bắt đầu chuẩn bị cái vài tháng nữa cái đem đi đẻ nha anh em. Nói chung là nuôi lương là phải nuôi cho nó cơ bản luôn chứ không có nuôi chơi được anh mấy ơi. Tại vì thời gian mày để chăm sóc lương này nhiều cực lắm chứ bộ. Sáng chiều rồi ngày mấy cử gì đó, đâu hết đâu. Nó có giờ giấc. Chứ đâu phải nói lương mình nuôi bỏ không, nó bỏ đâu hiệu quả. Bây giờ nuôi cái gì cũng phải chăm sóc kỹ mới được. Họ mày thấy không? Vậy nè. Tắm rửa ngày cho nó 2-3 lần nè. Không, chạy tuần hoàng cũng không đi chịu nổi anh bay ơi. Có lương này bây giờ ai nói chạy tuần hoàng mà thành công thua anh luôn. Cái độ nó dơ chứ lắm. Nó còn nhỏ như vậy thì có thể tuần hoàng như ba giây không được nè.
như vậy là phải. Ồ ồ quá sức. Ghê chưa? Đó, mấy anh em heo nuôi cực kia nè. Sáng bây giờ là ủa sáng anh có làm chưa hay là tới giờ anh mới làm? Giờ ăn không thay nước. Hồi sáng có ra có thay nước không? Sáng có thay nước lần. Sáng lần giờ trưa lần rồi chiều tối lần nữa. Đó, mấy anh em thấy không, nuôi lươn không phải sướng đâu nghe. Một ngày ba cử đó. Đó, mấy anh em nào muốn nói muốn nuôi lươn thì liên hệ khuyên nha. Đây, nhà của mình đây, anh Bảy mà nuôi. Đó, cực lắm mấy anh chị ơi, nuôi này không sướng đâu. Chứ không phải nói nuôi là dễ ăn, nuôi sao cũng được nha. Đó, cỡ đó làm cho đẻ được rồi. À, giải trí mấy anh em chơi cái mô hình nuôi lươn rồi chơi nha. Mấy anh em thấy cái mô hình nuôi lươn này hay thì mấy anh em chia sẻ, nhấn like nha, nhấn like ủng hộ khuyên ngay, xung lên đang làm cái clip này cho nó hay hay đang cho anh em đồ coi đồ. Rồi xin tạm biệt mấy bà con cô bác anh em mình nha. Hẹn gặp lại clip sau.